chào mừng mọi người đến với hướng dẫn mô hình liên kết thủ công trong ID Statica. Trong video trước đó, mọi người đã được trình bày cách mô hình thủ công liên kết dầm mái trên đỉnh cột. Trong video này, chúng ta sẽ cùng đi tới liên kết khác trong cùng hệ khung, liên kết đỉnh khung. Mục đích chính sẽ là trình bày quy trình, các tác vụ sẽ được rút gọn. Mọi người có thể dừng video hoặc tham khảo lại video trước đó để có thể cùng thực hiện. Chúng ta sẽ bắt đầu từ một dự án trắng. Thêm phần tử cột và điều chỉnh lại tiết diện phần tử. Chúng ta sẽ bắt đầu từ tấm đế đầu tiên bằng Operation Stiffen Inlay. Tạo SP2 bằng cách copy tấm đế SP1 thành SP2. Điều chỉnh cấu kiện tham chiếu SP1 và loại là doubler. Đây chúng ta sẽ có một điểm khác biệt. Phần đỉnh khung này sẽ được chế tạo trong nhà máy từ nhiều tấm thép hàng lại và được lắp ráp nguyên khối ngoài công trường. Chúng ta sẽ phải tạo thủ công cấu kiện này từ nhiều tấm thép và đường hàng trong ID Statica. Đầu tiên chúng ta cần phần bụng có hình dạng như hình. Trong tác vụ Stiffen Inlay có một lựa chọn là Polygon. Tác vụ này cho phép người dùng tạo tấm thép theo hình dạng bất kỳ, có thể vẽ hình dạng của tấm đế trong bất kỳ phần mềm CAD và xuất chúng dưới định dạng DXF. Chọn tất cả đường và nhấp vào ô Outline để tạo đường bao của tấm đế. Tương tự như vậy nhưng nháy vào ô Opening cho lỗ mở nếu có. Dấu thập đỏ tượng trưng cho điểm đặt của tấm, và chúng ta mong muốn điểm đặt tại giữa tấm, thay đổi tùy chọn sang tâm khối lượng. Điều chỉnh lại góc xoay và vị trí đặt. Chúng ta đã hoàn thành phần bụng, phần cánh và sườn tăng cứng sẽ là các tấm thép ghép lại bằng đường hàng. Tiến hành mô hình từng tấm bằng tác vụ Stiffen Inlay. Tạo các đường hàng gốc để liên kết các phần tử. Ngoài ra, cần thêm các đường hàng đối đầu. Chúng ta hoàn thành được mô hình, nhưng có một vấn đề. Chúng ta chỉ có thể gắn lực vào member, với mô hình này không thể tính toán. Vì thế cần đặt thêm member vào và giả định chúng thành một khối với hệ bằng đường hàng đối đầu. Cần có một phẳng để có thể cắt phần tử. Bằng tác vụ Working Plan, tạo thêm phần tử M2 tượng trưng cho dầm. Điều chỉnh vị trí. Từ đó, chúng ta có thể cắt phần tử dầm M2 tại chính xác vị trí mong muốn từ mặt phẳng vừa tạo. Tương tự thực hiện cho phần còn lại. Tạo các đường hàng đối đầu để giả lập chúng thành một khối. Tạo bu lông cho liên kết giữa dầm và cột. Mô hình hoàn thành. Từ đây, ta có thể gắn lực vào hệ và bắt đầu tiến hành tính toán.